Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi chờ nó. Bây giờ là đi lựa sầu riêng nha mọi người. Đang hỏi cô này là một trái sầu riêng này thì bao nhiêu tiền nè. Giá sầu riêng bây giờ là tầm 70k một ký. Sầu này là sầu ri 6 nha. Bây giờ thì Hương sẽ đi tắm biển. Ui, ở dưới biển đây người ta có bán xiên que luôn nè. Tắm biển cho mát xong rồi về sẽ làm cái bánh kem sầu riêng nha mọi người. Hôm nay là sinh nhật của dì Út Hương. Ở dưới này còn ở này gọi là bãi gốc nè. À, đi qua khỏi cái bãi gốc thì mọi người sẽ tới mũi điện. Thì ở Hương thì một là người ta sẽ tắm ở dưới bãi gốc này, hai là sẽ tắm ở trên lò. Đây nè mọi người, sau khi đi tắm biển xong thì bây giờ về sẽ làm bánh kem nha. À, nguyên liệu Hương đã chuẩn bị sẵn xong hết rồi nè. Không được như ý. Như ý muốn nhỏ quá. Nhỏ quá. Lụng vô đây nha. Lụng vô đấy đây luôn. Bây giờ là đi ra đón nhân vật chính nè mọi người. Cười ti tiết luôn. Hay, tưởng là không ai tổ chức sinh nhật nhưng mà rốt cuộc thì mọi người đã tổ chức sinh nhật sẵn rồi nè. Đây là đường ở quê nha mọi người. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi tội nến, tội nến, ước ơi, ước ơi. Này. Rồi luôn. Tóc ngọc. Ngưu miếng. Ngon ngọt. Mua đòi rồi nó rồi. Đây miếng. Đâu còn chủ tiệc yêu tiên hai miếng á. Ngọt quá. Chị uống nước mà thấy biển. Mẹ chị uống nước mà thấy biển. Chéo nó néo. Câu mà nôn. Tối rồi mẹ. Chéo hỏi ông bé chéo con điếu cà phê. Những sơ đề của Henry vậy? Môi sầm mặt mà táo uống và tức. Kẹt.
Dạ. Dì chi mới vậy? Dì ăn gì em xem chị. Dì nào, đâu có trứng gì cả đấy. Bọt thì có, trứng nào có trong đây. Uống cho nó ấy không? Nó nấu. Bây giờ trong miếng khăn. Làm em bùi hoa hồng quá. Ừ. Chà chà hoa hồng mà bêu mùi như mùi nước hoa. Nhập thử không? Dạ. Đưa cho chị thử cho biết cho. Nhâm. Như vậy bà xuống đất đi nó bưng cái gì không? Đây. Mắt nó màu đỏ rồi.